Thì đây là trước mặt của anh em là một bộ cam đâm liền đùm bạc dành cho xe Rider Sachi về gấp như Jin nha anh em. Thì bộ này không phải là đùm rắc nhưng mà rất là xịn nha anh em ơi. Thì bộ này là đi là đùm bạc nè. Đó, đùm bạc nha anh em, đĩa sau đĩa ba lỗ. Đây là cam Nova và niền Excel ACI chính hãng nha anh em. Đó, cam Nova này thì, nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là vỏ Matic V6 rất là đẹp luôn, gai xương cá nha anh em. Thì vỏ này nó có size 50, 60, 70, 80. Đó thì vỏ này rất là đẹp và đi đường thì rất là bám luôn nha. Thì trời nắng hay trời mưa là nó không ngại gì hết á. Thì vỏ này mình đã đang đi trên con xe của mình rồi, mình thấy trải nghiệm ok quá, mình sẽ nhập về và mình bán cho anh em. Thì bộ này á thì nó rất là xịn luôn. Nói chung mà anh em nghe tới cam Nova mình thì ngạch xeo là biết rồi đó. Thì mình đã bắt cam hoàn thành sẵn hết luôn rồi nè. Thì về bộ này mình gửi đi Nha Trang, Khánh Hòa nha. Đó rồi, thì anh em xem mà thấy ok la thì hú em Đạt, em Đạt sẽ tư vấn cho anh em cực kỳ nhiệt tình luôn. Ok, bye anh em nha.